Hello guys, it's me, I'm Thanh from Amar English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Amar English. Và hôm nay thì Thanh quay trở lại với quy tắc số 4. Trong chuỗi các bài giảng về học phát âm tiếng Anh thì đây là những cái dấu hiệu, những cái quy tắc rất là hay giúp các bạn có thể đọc từ mà không cần phải tra từ điển, và các bạn có thể kiểm soát được và biết được chính xác là mình có đọc đúng cái từ đó hay không, hay là những cái người khác có đọc đúng cái từ đó hay không. Được chưa? Thì đây trong chuỗi cái bài giảng về các quy tắc về học phát âm. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại, đó là quy tắc số 4, rule number 4. Từ có chữ A cộng phụ âm cộng E, và đây là phần số 2. Nếu mà các bạn chưa xem quy tắc số 3 thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Amar English và xem lại quy tắc số 1 2 3, được chưa? Quy tắc số 3 chúng ta cũng học là A cộng một phụ âm cộng E, nhưng là trong từ có một âm tiết. Tuy nhiên, trong cái bài này thì mình học là A cộng một phụ âm cộng E trong từ có hai âm tiết. Ok, vậy thì chúng ta sẽ xem là quy tắc này phát âm như thế nào, và cái dấu hiệu của nó là gì, để chúng ta có thể làm sao mà phát âm chuẩn nhất nhé. Rồi, tiếp theo nào. Vẫn câu hỏi thường ngày Thanh hay hỏi mọi người, đó là how to pronounce these words. Thanh thường lấy những cái từ mà mọi người hay phát âm sai để mọi người có thể hình dung ra được là thế tại sao cái âm này lại được phát âm như vậy, và các cái âm tương tự như thế thì nó có cái dấu hiệu gì đặc trưng hay không, được chưa? Từ đầu tiên Thanh thấy rất nhiều người nói cái từ này, là từ tranh luận, phản biện, tranh cãi, đúng không ạ? Thì mình sẽ có cái từ Thanh hay thấy học viên hoặc là rất nhiều người mà Thanh gặp, mọi người hay đọc cái từ này là từ debate, đúng không ạ? Rồi cái từ thứ hai đó là cái từ ôm, đúng không? Ôm, và mình sẽ hay đọc là embrace hay là embrace gì đó đó. Và từ thứ ba đó là cái từ thay thế. Ok, từ thay thế, từ old sang new, từ new sang old chẳng hạn, thì mọi người hay đọc là replace, được chưa? Rồi, vậy thì cách đọc như vậy có đúng hay không, và làm sao để chúng ta có thể biết được là tại sao cái âm đó nó đọc như vậy, được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái quy tắc số 4. Ở đây cái từ này mọi người sẽ không đọc là debate mà nó là debate. Yes, debate. Next one, cái từ này nó không đọc là embrace hoặc là embrace mà nó là embrace. Next one replace. Place, không phải place mà place. Replace. Yes. Ok. Rồi, vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần quy tắc luôn nhé, để chúng ta hình dung ra được. Rule number 4. Quy tắc ngày hôm nay đó là gì? Đó là đối với từ có hai âm tiết, được chưa? Hôm trước là mình học là đối với từ có một âm tiết mà có dấu hiệu là A cộng một phụ âm cộng E, thì cái chữ A đó mọi người sẽ phải được phiên âm thành âm A, đúng không? Đối với từ có một âm tiết mà có dấu hiệu là A cộng một phụ âm cộng E thì A đó sẽ được phiên âm thành âm A. Đó, đấy là quy tắc số 3 của bài trước. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ, cái A này sẽ được phiên âm A này, đối với từ có một âm tiết, đúng không ạ? Rồi, còn quy tắc ngày hôm nay thì sao? Đối với từ có hai âm tiết, nếu mà bất cứ những cái từ nào mà có hai âm tiết trở lên thì mọi người lưu ý cho Thanh là mọi người sẽ phải chú ý đến phần trọng âm, được chưa? Cái trọng âm ở trong tiếng Anh vô cùng quan trọng. Nhiều người hay nói là không cần thiết phải đúng trọng âm hoặc là không cần thiết phải phát âm chính xác. Thế nhưng mà tuy nhiên nếu mà bạn đã mất công học mà bạn không học trọng âm, hoặc là bạn không học cách để phát âm sao từ để cho một cách chính xác nhất, thì dẫn đến trong quá trình mà mình giao tiếp, người ta không hiểu mình đang nói gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình đâu có phát âm chuẩn đâu mà người ta hiểu. Mặc dù cái từ đấy mình biết, cái ngữ nghĩa của cái câu đó mình hiểu, nhưng mà lúc mà mình truyền đạt lại người ta vẫn không hiểu. Đó, đấy là cái mục tiêu của mình cuối cùng là phải giao tiếp được tiếng Anh. Tuy nhiên là các bạn rất thờ ơ trong quá trình mà mình học phát âm, và ngày xưa thì mình đã không được học phát âm, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ phải ôn lại, được chưa? Quay trở lại cái bài ngày hôm nay thì quy tắc đó là từ có hai âm tiết mà có A cộng một phụ âm cộng E thì thứ nhất, đã là từ có hai âm tiết thì phải trọng âm, xác định trọng âm. Trọng âm rơi vào chính cái âm A đó, chính cái chữ A đó, được chưa? Trọng âm sẽ rơi vào chính cái chữ A đó. Thứ hai, Let me see. Thứ hai, đó, chọn âm dương chính chữ A này. Thứ hai là chữ A này thì sẽ được đọc thành âm A, không phải là âm E ở trong tiếng Việt. Đúng chưa? Ví dụ như mọi người hay có cái từ replace. Từ này. Trong cái slide trước Thanh đã cho mọi người ghi. Đúng không ạ? Mọi người hay phát âm cái từ này là replace. Nhưng không phải nhá. Cái này là replace. Replace là âm EI. Đó. Mọi người hình dung. Nhắc lại nhá. Trong từ có hai âm tiết mà A cộng một phụ âm cộng E. Thứ nhất là trọng âm sẽ rơi vào cái chữ A đó. Thứ hai, chữ A đó sẽ đọc thành âm A. Được chưa? Các cái bài giảng này là một chuỗi các quy tắc. Khi mà các bạn học hết được các cái quy tắc này thì các bạn có thể đạt được cái mức độ là mình có thể nhìn cái từ, một cái từ bất kỳ mà mình sẽ viết được cái phiên âm của nó luôn. Và chúng ta sẽ biết được chúng ta đọc đúng hay đọc sai. Hoặc là cái người khác, người đối diện của mình là nói đúng hay nói sai. Đó, thế nên mọi người sẽ cố gắng là cho Thanh một quyển sổ và mọi người ghi chép lại các quy tắc. Mỗi hôm thì có một số quy tắc rất là nhỏ thôi ạ. Nên chúng ta sẽ phải tập trung nhé. Được chưa? Rồi, chủ yếu là khi biết quy tắc rồi, chúng ta sẽ phải luyện tập để thay đổi cách đọc của mình để làm sao mà đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình mình giao tiếp. Ok, rồi, next one. Bây giờ mình sẽ sang cái phần thứ hai tiếp theo, đó là gì? Cách đọc âm A. Nếu mà ai chưa biết cách đọc cái âm EI này thì các bạn có thể xem lại cái các quy tắc trước. Thanh đã giới thiệu rất chi tiết cách đọc của nguyên âm này, nguyên âm đôi này, được chưa? Và bây giờ Thanh chỉ nhắc lại một xíu thôi. Các bạn có thể nhìn vào đây. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn vào cái khẩu hình miệng mà Thanh đã để ở cái hình ảnh ở bên đây, ở trên màn hình, đúng không ạ? Và âm EI là một nguyên âm đôi, là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là nguyên âm E và nguyên âm I. Nguyên âm E ban đầu đứng ở đầu tiên thì mình sẽ đọc với thanh ngang, tức là mình sẽ không có dấu, mình sẽ đọc là E thì mình vẫn đọc là E, mà các bạn nhìn khẩu hình miệng nhá. Còn đối với nguyên âm Y thì sao? Chúng ta sẽ đọc với thanh huyền, tức là chúng ta thêm dấu vào và chúng ta sẽ thêm dấu huyền. Đó, Y thì mình sẽ đọc là Y. Đó, sau đó mình kết hợp giữa hai âm vào với nhau, E và Y. E, 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 được chưa? Lưu ý là mình sẽ không đọc thành A hoặc là E ở trong tiếng Việt nhé. Rồi ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần luyện đọc. Mọi người nhìn rõ cái khẩu hình miệng và luyện đọc giúp Thanh nhé. Đầu tiên này, mọi người sẽ đọc là gì ạ? Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc. Thanh hướng dẫn mọi người cái cách mà để chúng ta có thể đọc được phiên âm nhé. Ở dưới này này, mọi người nhìn đây, đây là phiên âm này. Đây là mặt chữ đúng không ạ? Đây là mặt phiên âm. Đối với từ của hai âm tiết trở lên thì nó đã xuất hiện có dấu trọng âm rồi. Cái dấu phẩy này chính là cái dấu trọng âm, mọi người hình dung ạ. Đó, thế nên là mình sẽ đọc này. Nếu một cái âm nào mà không có dấu trọng âm mình sẽ đọc này thanh huyền, tức là đi xuống, tức là đới đi, đúng không? Thì mình sẽ là gì. Ok, next one. Bait, bait, đúng không? Và có dấu mình sẽ đọc cao hơn là bait. Thường thêm dấu sắc nhá. Dễ nhất là mình sẽ thêm dấu sắc. Và cái từ này mình sẽ là debate. Debate, debate. Đó, không phải debate đúng không? Mà debate, debate. Được chưa? Next one. Cái từ này mình sẽ đọc là im, đúng không? Không có dấu trong âm. Embrace, 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 embrace. Next one. Replace, đúng không? Blaze, replace, replace. Mọi người nhìn này, A cộng một phụ âm và cộng E thì A được phát âm là âm A, được chưa? C mà cộng với E, hôm trước Thanh nhắc rồi, khi mà các bạn thấy xuất hiện là C cộng với E thì chữ C này sẽ được phiên âm thành âm S cho Thanh nhé. Còn đâu tất cả các cho đến thời hiện tại thì tất cả các phụ âm, nếu mà Thanh không nhắc nhở gì thì nó là giữ nguyên, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đọc cái từ này là gì ạ? Đó là replace, 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 đúng không? Ok, next one. Mình đọc là miss, đúng không? Không là mid, không là mid tech nữa mà miss. Take, đúng không? A cộng một phụ âm cộng E, A đọc là âm A, đúng không? Mistake, và trọng âm rơi chính vào âm A này luôn. Đó, trọng âm tức là rơi vào âm tiết số 2, đúng không? Mình đọc là mistake, mistake, mistake. Next one. A cộng một phụ âm cộng E, đây rồi, thì trọng âm sẽ rơi vào âm A và A ở đây sẽ đọc thành âm A, đúng không? Cái mình đọc là locate. Mình sẽ đọc là locate, 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 low o đúng không? Locate, locate. Next one. Rồi trọng âm lần thứ hai. Escape, escape. Thì sẽ đọc là escape, escape, escape. Okay, next one. Mình sẽ đọc là relate, relate, relate. Không phải relate nha. Rất nhiều người đọc là relate đó. Mình sẽ đọc là relate, relate, relate. Mọi người cố gắng nhắc đi nhắc lại những cái âm mà mình cũng cùng đọc với nhau ấy, thì mọi người sẽ cố gắng đọc đi đọc lại cùng với Thanh luôn nhé. Relate, relate, relate. Good job. Next one. Tương tự mình đọc cái âm này là gì nhỉ? Degrade, đúng không? Degrade, 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 degrade. Next one. Engage, engage, in, đúng chưa? Gage. Chữ D, G, D3 này mình sẽ đọc là hôm sau Thanh sẽ có bài hướng dẫn chi tiết cái cách đọc cái âm này, đúng không ạ? Engage, engage, engage. Rồi tiếp late, đúng không? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai này. Late và mình đọc là translate, 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 đúng không ạ? Mình sẽ đọc là translate, translate, translate. Okay, next one. Behave, 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 behave. Tương tự. My đọc là my đúng không? Migrate, 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 migrate. Okay, that's it. Đó, đấy là cách đọc của tất cả những cái âm này. Tiếp theo là phần luyện đọc số 2. Thì mọi người lưu ý giúp Thanh. Mình cũng đọc tương tự thôi, nhưng mà cố gắng là sau khi mà mình xem hết video clip này thì mình sẽ cố gắng là đọc đi đọc lại tất cả những cái từ này cho nó quen cái khẩu hình miệng, và luôn luôn phải nhớ trong đầu đây là từ của hai âm tiết mà có dấu hiệu là a cộng phụ âm e. Vậy thì trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, và mình sẽ đọc cái âm a đó này, âm a đó. Đấy là cái trong quá trình mà mình đọc mình phải luôn luôn nhắc nhở như vậy để thứ nhất là chúng ta nắm được kiến thức, và thứ hai là chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn, đúng không? Rồi tương tự mình sẽ đọc, Thanh sẽ đọc ngắn gọn những cái phần này thôi, và chúng ta sẽ về đọc lại liên tục nhiều hơn giúp Thanh nhé. Rồi mình sẽ đọc là France, âm a, France, France, straight, frustrate, 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 frustrate. Đúng ạ? Frustrate. Next one. Dictate, 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 dictate. Next one. Up, đúng không? Upgrade, upgrade, upgrade. Mình hay đọc là upgrade đúng không? Không phải nhá. Upgrade, upgrade, upgrade. Next one. Inflate, 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 inflate. E đúng không? Evade, evade, evade. Berate, berate, berate. Deflate, deflate, deflate. Next one. Displace, 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 displace. Engrave, engrave, engrave. Pervade, pervade, pervade. Forsake, forsake, forsake. Next one. Vibrate, vibrate, vibrate. Được chưa? Đó, đấy là cách đọc của tất cả những cái từ này. Và cái điểm lưu ý của chúng ta là gì? Nắm được các công thức, các cái dấu hiệu nhận biết như vậy. Và khi mà đã nắm được rồi thì chúng ta sẽ phải vận dụng nó. Vận dụng bằng cách nào? Vận dụng là phải luyện tập đọc đi đọc lại. Bởi vì mình đang quen với thói quen cũ là đọc thành âm, cái âm A này thì mọi người hay đọc là thành chữ E ở trong tiếng Việt. Đó, mọi người hay đọc thành chữ E hoặc là chữ ớ i a ở trong tiếng Việt. Thế nên chúng ta thay đổi bằng cách nào? Là phải rèn luyện. Tiếng Anh thì chỉ có cách là chúng ta phải luyện tập thường xuyên thôi. Có được công thức nhưng mà chúng ta không luyện tập thì cái đấy nó cũng không thuộc về chúng ta, và chúng ta cũng không thể thay đổi được và cũng không thể giao tiếp được. Thế nên là khi mà các bạn đã có công thức rồi thì các bạn cố gắng là luyện tập đọc đi đọc lại nhiều lần và thành là quen cái khẩu hình miệng, thì tự nhiên là chúng ta sẽ phải phát âm chuẩn cái âm đó, được chưa? Okay, that's it for today, and thank you for watching my video and see you next time. Nếu mà mọi người thấy video clip của Thanh hay, các bài giảng của Thanh cảm thấy có ích cho mọi người thì mọi người có thể like và share để cho nhiều người biết đến, và nhớ subscribe kênh YouTube của Amar English để đón chờ những video clip mới nhất từ Thanh nhé. Ok.